Mến chào các bạn, tiếp tục đến với chúng tôi, Đại học Tổng hợp Sự Sống. Và cái khóa học này mang tên là gì các bạn? Truy tìm bản thân, ta là ai? Tôi công bố, các bạn phải tìm thấy bản thân mình để ân điển cũng như tất cả các tinh thần bày tỏ và tinh thần khôn ngoan bao phủ trên bạn để các bạn nhận biết được đấng tạo hóa của mình là ai, nhận biết bản thân mình, nhận biết sự kêu gọi của mình là thế nào và quyền phép tối thượng của đấng tạo hóa cho các bạn làm sao các bạn ạ. Các bạn nghe tôi nói rõ chứ? Chào các bạn Việt Nam và Ukraine. Ở Hoa Kỳ các bạn hãy đánh dấu cộng cho tôi biết để tôi hiểu là các bạn đang theo dõi tôi. Ok, hội thảo này thứ năm hàng tuần, các bạn còn nhớ chứ nhỉ? 20 giờ đến 21 giờ Hà Nội. Các thông tin liên hệ của tôi đang trên mạng, trên trước mặt các bạn đó. Ngày hôm nay chúng ta đến với cái đề tài gì các bạn còn nhớ không? Nhưng tất nhiên trước khi mà nói về đề tài thì chúng ta sẽ nói về mục tiêu khóa học. Chúng ta nhắc lại mục tiêu khóa học. Thứ nhất là chúng tôi muốn giúp các bạn thoát ra khỏi giới hạn của tư duy bản thân mình. Thứ hai là ban động lực, tạo động lực năng quyền cho bạn để các bạn phải sống cuộc đời của chính mình. Và thứ ba là gì các bạn? Giúp các bạn hoàn thành được sứ mạng của mình. Chúng tôi luôn nhắc lại tất cả những cái điều này các bạn ạ. Luôn nhắc lại những cái sứ mạng này, nhắc lại những cái mục đích này để các bạn không quên. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lại chủ đề của version 2 này là ta có thể làm được gì. Cái câu hỏi này là một trong hai câu hỏi triết học của đời người mà hơn 99% nhân loại họ không biết được. Họ cứ tưởng là tôi có thể làm được, tôi ăn, ngủ, đá bóng, chơi game, vân vân. Họ cứ tưởng, nhưng không phải các bạn ạ. Cái câu hỏi mà ta có thể làm được này, đây là câu hỏi rất là sâu sắc các bạn ạ. Câu hỏi này nói về cái lõi các bạn có thể làm được gì, cái tiềm năng của bạn là cái gì. Các bạn biết là những cái huyền thoại lịch sử ấy, những vị ở trước mặt các bạn ấy, như mẹ Teresa, Tổng thống Abraham Lincoln, hay là Steve Jobs, hay là Bill Gates, các bạn ạ. Những người họ đi vào lịch sử, đơn giản là sao các bạn? Họ cũng như các bạn thôi, họ cũng sinh ra, cũng trần truồng như tất cả chúng ta cả. Và khi họ chết đi thì họ cũng chẳng mang cái gì cả. Thế nhưng mà họ đã kịp thi triển bản thân mình, tìm được những tiềm năng của mình, tìm được những năng khiếu của mình và họ bộc lộ ra, phát triển nó ra để phục vụ nhân loại các bạn ạ. Và chính thế mà họ đi vào trong lịch sử của nhân loại. Để các bạn, theo các bạn thì thế nào gọi là tiềm năng? Theo các bạn thế là tiềm năng? Chúng ta cùng hội thảo mà các bạn hãy tích cực lên. Tôi muốn nhắc lại cho bạn, các bạn một chân lý văn học này. Đó, tiềm năng của con người là vô tận các bạn nhé. Tiềm năng là những năng lực tiềm tàng, những quyền năng, những năng khiếu. Khi nói về năng, các bạn có thể nói là năng lực, công năng, quyền năng, năng khiếu. Ok các bạn, tiềm ở đây là tiềm tàng, những tiềm ẩn. Tức là có thể nói những khả năng, năng lực, quyền năng tiềm ẩn ở trong các bạn. Và chúng ta phải hiểu cái chân lý này, rằng trong mỗi người, dù họ sinh ra có đuôi mù tật què thế nào chăng nữa không quan trọng các bạn ạ, nhưng bất kể người nào đã sinh ra đời này, đấng tạo hóa đã gửi vào thế gian này, thì các bạn hãy nhớ rằng tiềm năng của người đó là vô tận. Tại sao như vậy? Bởi vì họ được dựng nên theo hình và tượng của đấng tạo hóa toàn năng, mà ngài là vô cùng tận, ngài là alpha và omega, đúng không các bạn? Và tiềm năng của ngài hiển nhiên là vô tận rồi. Tiềm năng khác khả năng các bạn ạ. Khả năng là những tiềm năng được bày tỏ ra, được bộc lộ ra. Cái quyền năng của bạn ấy, đó là những cái năng lực nào đó được bộc lộ ra từ cái tiềm năng. Các bạn đồng ý với tôi chứ? Và các bạn hãy ghi nhớ cái chân lý này nhé. Để khi nào các bạn ở trong tư duy của bạn, tư tưởng của bạn, ai đó hoặc chính bạn tự lừa mình nói rằng ôi tôi chẳng có cái năng khiếu gì cả, tôi chẳng có năng lực gì cả, thì các bạn hãy nhớ rằng đấy là sự dối trá mà những cái thế lực nào đó, thế lực đen tối nào đó, nó muốn bắt các bạn làm nô lệ, nó lừa các bạn để nói các bạn rằng các bạn chẳng có cái tiềm năng gì cả, các bạn chẳng có năng lực gì cả. Mục đích là gì? Để mà bắt làm nô lệ, mục đích để mà giày đạp các bạn, mục đích để mà trói các bạn, để mà khai thác các bạn, để bóc lột các bạn. Và chính thế, nếu bạn mà xa phải cái bẫy mà của những thế lực đen tối nói rằng các bạn không có khả năng, không tiềm năng,
thì các bạn sẽ trở nên bị làm sao, bị u mê, các bạn trở nên là tự ti, các bạn sẽ mặc cảm, và hiển nhiên các bạn sẽ chẳng bao giờ tìm bản thân mình, cũng như không bao giờ có thể phát triển mình ra. Các bạn đồng ý chứ? Chân lý thứ nhất các bạn phải ghi nhớ như vậy. Và chân lý thứ hai chúng tôi muốn nói các bạn là các bạn phải cho bản thân mình được sống đi. Bởi vì bao nhiêu năm nay các bạn toàn sống không phải cho mình. Các bạn thừa nhận đấy không? Các bạn là không, tôi đang sống cho tôi đấy chứ, tôi ăn tôi uống chứ. Không phải đâu các bạn ạ. Nếu các bạn sống cho các bạn ấy thì các bạn đã phải biết được cái nghĩa vụ tiềm năng của mình rồi. Các bạn phải biết được cái sứ mạng tiềm định của mình rồi. Các bạn phải biết được mục tiêu của mình rồi. Các bạn tưởng các bạn đang sống như mình khi các bạn ăn, uống, mặc, ngủ, nghỉ, đi làm. Các bạn không làm cho bạn đâu. Bề ngoài cứ tưởng là để nuôi cái thân thể của tôi, nhưng thực sự ấy là để mà duy trì cái thân thể của bạn, để cái thân thể của bạn lại được tiếp tục lao vào trong cái bộ máy, lao vào trong cơ chế để mà bị khai thác, bị bóc lột, để làm việc cho cơ chế đó, làm việc cho ông chủ đó. Vì vậy mà cái chân lý bài học thứ hai này đây, chúng tôi muốn nhắc các bạn là các bạn phải để cho các bạn được sống. Các bạn phải sống cuộc đời sống của chính mình. Ok, có nghĩa là thế nào? Có nghĩa các bạn phải trở nên cái con người mà tiềm năng của các bạn cho phép làm điều đó. Ok các bạn, tôi thí dụ minh họa như tỷ phú rất trẻ là Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook mà chúng ta đang xử lý, đang dùng hàng ngày đó các bạn ạ. Đó, ông chỉ người bình thường, đúng không, các bạn còn nhớ chứ? Thế nhưng mà khi tiềm năng của ông ấy được bộc lộ ra, được phát hiện và bộc lộ và thi triển ra, thì ông ta trở thành cái con người mà cái tiềm năng và cái tài năng, năng khiếu của ông đấy nó cho ông ấy trở thành con người, và ông trở nổi tiếng và trở ảnh hưởng đến rất nhiều người. Vì vậy mà chân lý Văn Ngọc này nhắc các bạn và đẩy các bạn phải sống cuộc sống của đời sống mình. Đây cũng là một trong những mục đích của chúng tôi ở trong khóa học này, để các bạn phải sống cuộc đời của chính mình. Các bạn phải suy nghĩ bằng cái đầu của mình, bằng bộ não của mình, đi trên đôi chân của mình. Ok các bạn, các bạn phải có tư duy của mình, chứ không phải là quần chúng, không phải là những cái khối sinh học, sinh vật nào đó mà giống như y như người khác. Ok các bạn, chúng ta đi tiếp để chúng ta còn có thời gian để trao đổi hơn. Chân lý bài học thứ ba ở đây, chúng tôi muốn nói các bạn là bạn chỉ thành đạt trong cái lĩnh vực mà bạn có năng khiếu. Các bạn có hiểu chứ? Bạn Vinh có hiểu chưa? Bạn thành đạt ở trong lĩnh vực mà bạn có năng khiếu. Điều đó có nghĩa là gì? Thí dụ chúng ta lại tiếp tục lôi tỷ phú Mark Zuckerberg ra. Ông có năng khiếu gì? Cái năng khiếu của ông được nổi trội ở đâu? Hả anh em, các bạn? Được nổi trội ở trong cái lĩnh vực và ông ấy tổ chức cái mạng xã hội qua Internet, đúng không các bạn? Để kết nối bao nhiêu người với nhau, để trao đổi những thông tin với nhau. Và khi ông ấy phát hiện ra cái năng khiếu đó, ông ấy thi triển nó ra, xong, ông ta đã thành đạt ở trong lĩnh vực mà ông ta có năng khiếu. Vì vậy mà kết luận ở đây là các bạn phải phát hiện ra và rèn giũa, rèn tập, mài giũa cái năng khiếu của mình. Cái năng khiếu mà chúng ta hay nói là gì ạ? Talent đấy các bạn ạ. Các bạn còn nhớ, các bạn còn biết rằng ở ngày hôm nay ở trong rất nhiều chương trình ở trên thế giới cũng như ở truyền hình Việt Nam cũng vậy đấy, họ có chương trình gì ạ? Truy tìm tài năng, đúng không ạ? Talent đấy, họ có chương trình như vậy. Vì vậy mà các bạn nhìn thấy cái chương trình vẽ đó, đó là phải là talent cộng với training để các bạn làm sao ạ? Phát hiện ra tài năng của mình và tập luyện nó. Ok các bạn, lấy thí dụ minh họa để các bạn có thể hiểu được. Các bạn còn biết vận động viên bóng rổ thế giới Michael Jordan đó, vận động viên bóng rổ đấy, ông ấy phát hiện được ra cái tài năng của ông ấy về bóng rổ và ông tập luyện, và tập luyện mỗi ngày tập đến 10 tiếng đồng hồ để trở thành điêu luyện trong vấn đề đó. Và khi ông trở điêu luyện rồi thôi, cái năng khiếu của ông ấy trở nên là nuôi ông ấy,
nuôi ông ta và khiến ông ta trở nên giàu có. Đấy chỉ thí dụ minh họa thôi để các bạn biết rằng chúng ta cần phải phát hiện ra cái tài năng của mình và rèn tập nó. Những câu hỏi ở đây các bạn sẽ làm sao tôi nổi tiếng được? Thì cái năng khiếu tôi rèn tập như thế nào? Ok, thì đấy là chân lý vàng học thứ tư mà đang hiện trên màn hình các bạn. Đó là bạn chỉ thi triển được năng khiếu của mình khi rèn tập gì? Các bạn rèn tập có 3 cái hướng các bạn cần rèn tập. Thứ nhất là các bạn phải rèn tập về tri thức. Thứ hai, các bạn phải rèn tập về tâm linh. Và thứ ba là các bạn phải rèn tập về thể lực. Ok? Chứ không phải nhiều người họ chỉ rèn tập về thể lực. Họ trở thành như vận động viên thể dục thể hình, cơ bắp nổi cuồn cuộn, đẹp, rất là khỏe. Thế nhưng mà cái đầu ấy, thì người ta gọi là đầu ngắn, óc ngắn, não ngắn, đầu đất. Hay nhiều người có thể là có tri thức chẳng hạn, có thể lực, nhưng tâm linh không ra gì. Và họ chẳng qua là những cái xác không hồn. Họ tưởng họ sống, nhưng thực sự họ đang chết. Vì họ không có mối liên hệ và không được cắm vào cái ngọn nguồn tâm linh. Các bạn ạ. Vì vậy mà các bạn phải thi triển năng khiếu khi các bạn rèn tập cả 3 lĩnh vực, đó là tri thức, tâm linh và thể lực. Vì vậy các bạn cần phải ghi danh vào những cái trường học nào, vào những cái khóa học nào mà họ rèn tập cho các bạn, để các bạn nâng cao trình độ về tri thức, để các bạn nâng cao trình độ về tâm linh, để các bạn cũng nâng cao trình độ về thể lực. Ok các bạn, các bạn cần nhớ 3 cái lĩnh vực này. Nếu các bạn không tự làm được, không tự rèn tập được thì các bạn phải ghi danh vào những khoa học đó đi. Và các bạn hãy ghi danh khẩn trương các bạn ạ. Những khoa học đó có khá nhiều ở xung quanh các bạn. Các bạn chỉ cần ngẩng đầu lên, mở mắt ra, vươn cổ ra, các bạn sẽ nhìn thấy ở xung quanh mình có rất nhiều những câu lạc bộ để tập thể lực thể hình, đúng không ạ? Để các bạn nâng cao thể lực. Thậm chí các bạn không có tiền để tập thể hình thì các bạn có thể là truy cập ở trên mạng và tìm ra những bài tập mà không cần phải đến câu lạc bộ thể dục thể hình, không cần về những cái dụng cụ thể dục thể thao đắt tiền mà các bạn vẫn có thể nâng cao thể lực của mình được. Cũng như vậy, cả những kiến thức về tri thức đó, có những cuốn, có những khóa học tri thức có thể là miễn phí các bạn ạ. Các bạn có thể tìm ở xung quanh thành phố các bạn có nhiều khóa học mà nâng cao trình độ tri thức nhưng mà phí rất rất cao. Nhưng các bạn cũng có thể tìm thấy được ở trên mạng. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin và các bạn có thể tìm đến hầu như cái gì các bạn muốn tìm ra ở trên thế giới đều có thể tìm được, đúng không các bạn? Chỉ cần các bạn chỉ cần mong muốn là tìm thôi thì các bạn sẽ tìm được. Vì có lời chắc rằng ai mà tìm thì sẽ gặp, ai xin sẽ được, ai gõ cửa sẽ mở cho. Vì vậy mà tôi kêu gọi các bạn phải xin, các bạn phải tìm và các bạn phải động não để gõ cửa, để mà bật ra những cái tri thức, năng lực, tâm linh để các bạn phải có, thì các bạn cuộc đời các bạn mới thay đổi. Ok các bạn. Và tâm linh cũng như vậy thôi. Các bạn cũng phải đặt câu hỏi rằng cái tâm linh của bạn ấy, tri thức của bạn có, ok, thể lực của bạn có, nhưng câu hỏi của ta là nó còn lại bao nhiêu lâu? Khi bạn lìa đời này thì cái tri thức và thể lực đó nó có mang theo được không? Và đây là câu hỏi tâm linh các bạn ạ. Vì vậy mà khi các bạn luyện tập được cả cái năng khiếu với tâm linh thì các bạn sẽ bê được cả cái thể lực nó đời đời và cái tri thức đời đời đấy cho mình. Và nó ở cùng các bạn mãi mãi đời đời. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Ok, chúng ta sang đến chân lý vàng ngọc thứ 5. Các bạn nhìn thấy ở trên màn hình, bộ não và những công thức toán học rất là có vẻ rắc rối, phức tạp đúng không? Ở đây nói về điều gì? Ở đây nói rằng cái ý thức mà tự kỷ luật đấy sẽ giúp rèn tập năng khiếu để đạt mục tiêu. Chúng ta có thể biết rất nhiều lý thuyết đó là cần phải rèn tập năng khiếu, nhưng mà đại đa số chúng ta là ý thức kỷ luật rất là kém, có đúng vậy không? Ý thức kỷ luật chúng ta rất kém, vì vậy mà không thể nào rèn tập năng khiếu được. Và đã năng khiếu không được thì chẳng bao giờ có thể đạt được mục tiêu. Vì cái năng khiếu đấy không bày tỏ ra, cái năng khiếu đó không thi triển ra. Vì thế mà nó rất kém. Nhưng ở đây nó nằm ở trong ý thức tự kỷ luật các bạn ạ. Hiển nhiên không phải ai cũng có ý thức tự kỷ luật, sinh ra có ý thức tự kỷ luật luôn. Các bạn nhìn thấy những đứa trẻ đấy, khi sinh ra nó đâu kỷ luật, nó biết ăn uống điều độ đúng lúc đâu, nó có biết là đi toilet rồi đi ngủ đúng giờ đúng lúc đâu, không biết. Nó phải được một cái môi trường nào đó cao cấp hơn nó huấn luyện cho, rèn tập cho. Vì vậy để các bạn ý thức tự kỷ luật được thì các bạn cần phải học thầy, các bạn phải ghi danh vào những trường nào đó hay những con người nào đó nổi tiếng mà họ có thể sẵn sàng chia sẻ chính đời sống kinh nghiệm của họ cho bạn. Ok,
Tiếng Việt cũng nói là không thầy, đố mày làm nên. Các bạn cần phải học những người đó. Những người đó họ sẽ dạy các bạn, họ sẽ những cái khuôn khổ họ chính là những cái kỷ luật đấy, và giúp các bạn hình thành cái sự ý thức tự kỷ luật. Và khi đó các bạn có thể rèn tập được năng khiếu mà các bạn phát hiện ra để đạt mục tiêu. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Ok, cảm ơn bạn. Chúng ta sang trên đi vào thứ 6. Khi mà các bạn trung thành với cái năng khiếu của mình, với sự ban ơn của mình, thì các bạn sẽ càng ngày có uy tín và ảnh hưởng. Tại sao vậy? Khi bạn trung thành với năng khiếu đó, tức là bạn ngủ cùng với năng khiếu đó, thức dậy cùng năng khiếu đó, tức là các bạn ám ảnh cái năng khiếu đó với cái mục đích đó là phát triển năng khiếu đó để làm gì ạ? Để phục vụ nhân loại, để phục vụ cho ý của cái đấng mà ban cho bạn năng khiếu đó. Khi bạn trung thành năng khiếu đó ấy, các bạn ạ, thì các bạn sẽ hút những con người hút tầm ảnh hưởng bạn rất cao. Khi bạn trung thành năng khiếu đó thì cái năng khiếu đó nó sẽ đánh bóng bạn, nó sẽ trau dồi bạn, nó khiến cho bạn trở nên là giỏi hơn, đúng không các bạn? Và các bạn sẽ càng có uy tín và càng ảnh hưởng. Mà trong chúng ta thì không ai là không cần uy tín cả, không ai không cần ảnh hưởng cả, đúng không? Ai cũng muốn là tôi nói điều gì đó người khác phải nghe, tôi nói người điều đó người khác phải tôn trọng, tức là nói về uy tín và ảnh hưởng đó các bạn ạ, đúng không các bạn? Các bạn đồng ý với tôi chứ? Vì vậy mà chân lý phần thứ 6 ở đây chúng ta có nói là gì? Là cần phải trung thành với cái ơn của mình, trung thành với năng khiếu của mình, trung thành với tài năng của mình để tập luyện nó, thì các bạn càng có uy tín và càng ảnh hưởng. Trong những khóa training retreat của chúng tôi đối với những học viên chính thức, chúng tôi sẽ có những cái bài tập thực hành để mà luyện tập cùng với những học viên chính thức để mà phát hiện và trau dồi những cái năng khiếu này. Vì vậy mà các bạn hãy tích cực để mà ghi danh để là học viên chính thức của khóa học. Chúng ta chuyển sang đến chân lý bài học thứ 7. Đó là nếu các bạn muốn vĩ đại và muốn ảnh hưởng, đơn giản thôi, các bạn cần phát triển năng khiếu và trung thành với nó. Các bạn nhìn thấy đấy, từ bình thường trở nên tốt, rồi tốt hơn và tốt nhất, đúng không các bạn? Các bạn cần phải trau dồi, hoàn thiện cái năng khiếu đó của mình để khiến nó trở nên thượng thừa, khiến nó trở nên chuyên nghiệp, cao đẳng các bạn ạ, cao siêu, thì lúc đó các bạn sẽ trở nên vĩ đại và có ảnh hưởng. Các bạn hãy nhìn xem những người xung quanh, những cái người mà có tầm vĩ đại và có ảnh hưởng đó, họ đều có một hai cái năng khiếu nào đó mà họ đã tốn rất nhiều thời gian để họ trau dồi nó, và cái năng khiếu, cái ơn đó làm cho họ được nổi trội, nổi bật ra giữa đám đông, và họ sử dụng cái năng khiếu đó để phục vụ cho càng nhiều người bao nhiêu thì họ lại trở nên lãnh đạo của từng đấy người bấy nhiêu. Nếu các bạn chỉ dùng năng khiếu của bạn để áp dụng để phục vụ cho một nhóm chỉ 200 người thì tầm ảnh hưởng của bạn chỉ 200 người, 300-400 người là hết. Nhưng nếu các bạn sử dụng cái năng khiếu đó để phục vụ cho triệu người, cho tỷ người, thì bạn sẽ có ảnh hưởng đến triệu và tỷ người. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Ok, cảm ơn các bạn. Chân lý bài học thứ 8 ở đây chúng ta cần nói. Các bạn nhìn thấy hình vẽ chưa? Một người đàn ông rất là to béo, đội trên đầu một cái vương miện, đi trên một cái xe đạp hai bánh rất nhỏ. Riêng to béo này đi trên cái xe đạp hai bánh rất nhỏ rồi, đã khó rồi, đã thế lại còn đi trên dây nữa. Ở đây muốn nói điều gì? Muốn nói rằng là những cái nghệ thuật, những cái năng khiếu đó nó cần phải rèn rũa các bạn ạ, nó cần phải rèn tập, rèn rũa để cho nó có thể để siêu làm chính xác, bách phát bách trúng được. Các bạn thấy, nhìn thấy nhiều cái xạ thủ rất là cử khôi, đúng không? Họ bắn đi tập bắn súng chẳng hạn, tập bắn cung chẳng hạn, họ muốn bắn được 10 phát trúng cả 10 thì họ phải tập hàng vạn lần như vậy, hàng bao nhiêu giờ họ rèn tập như vậy. Hay nhiều cái võ sư mà nổi tiếng thế giới đấy, họ giành được những huy chương, giành những chiến công gì thì họ phải bỏ bao nhiêu thời gian để tập luyện, để rèn tập đi chỉ một cái động tác mãi như thế thôi, và cái động tác trở thành thục để họ phản xạ thành tự nhiên, biến cái phản xạ vô thức đó trở bởi bản xạ có ý thức đó trở thành nhiều vô ý thức vậy, tức là bản xạ rất tự nhiên, rất nhanh để không cần mất thời gian.
Nên triết lý văn học này nhắc nhở các bạn cần phải dành ra 10.000 tiếng đồng hồ. Đây là cái phát hiện về tâm lý, về khoa học các bạn ạ. Để một con người trở nên nổi tiếng bằng cái năng khiếu của mình thì cái người đó cần phải dành ít nhất là 10.000 tiếng đồng hồ các bạn ơi. 10.000 tiếng đồng hồ để rèn tập cái năng khiếu của mình. Các bạn mất 1.000 tiếng thì các bạn chỉ có thể trở nên biết gọi là cũng khá tạm tạm được với cái năng khiếu thôi. Nhưng nếu các bạn dành ra 10 lần lớn hơn, tức là 10.000 tiếng đồng hồ để rèn tập cái năng khiếu đó thì các bạn sẽ trở nên chuyên gia cao cấp luôn. Các bạn sẽ trở nên cái người gọi là điêu luyện trong cái năng khiếu đó của bạn luôn. Vì vậy chúng ta cần thấy ở đây, nếu các bạn cần 10.000 giờ để tập rèn giũa cái năng khiếu đó, các bạn hãy nhìn lại đi, lứa tuổi của bạn ngay bây giờ bao nhiêu? Nếu các bạn đồng ý một ngày các bạn dành ra 3 tiếng đồng hồ thì các bạn phải cần bao nhiêu năm? Các bạn một ngày 3 tiếng đồng hồ thì các bạn phải cần đến 30 năm. Có đúng không ạ? Đúng, bạn Vinh có nói rằng bạn cũng nghe thấy có người nhạc sĩ tập tới 8-9 tiếng tập nhạc một ngày đó. Đúng rồi. Có những người họ tập được luyện được nhạc đấy, họ phải tốn đến hàng chục tiếng đồng hồ để họ luyện tập. Ngoài cái việc học nhạc lý ra, tay chân của họ đấy cũng phải tập điêu luyện nữa các bạn ạ. Nếu mà chục tiếng đồng hồ một ngày, tức họ phải cần 1.000 ngày, tức tương đương 3 năm. Nhưng nếu mà một ngày họ chỉ dùng đến 3 giờ để rèn tập thôi thì bạn ơi, bạn phải cần đến 30 năm trời. Bạn phải cần đến 30 năm trời để rèn giũa cái tài năng đó. Vì vậy các bạn hãy xem lại một công thức toán học rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Các bạn muốn nổi tiếng, các bạn năm nay bao nhiêu tuổi, các bạn muốn từng đấy đến từng cái năm đấy các bạn sẽ trở nổi tiếng bằng cái rèn giũa cái tài năng đó, thì các bạn cần phải rút ngắn thời gian bằng cách nào? Bằng cách tăng cái số giờ để rèn tập năng khiếu của bạn trong một ngày ra. Ok các bạn. Và khi đó chúng ta sẽ học ở cái khóa khác, đó là quản trị thời gian của mình. Hay nói đúng là quản lý đời sống mình để quản lý thời gian. Đấy là cái khóa học khác mà chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn sau. Cái khóa học đó tên là Một ngày, đó là bức tranh toàn cảnh của mình. Bạn đang nói rằng nên năng khiếu chỉ là phần trăm nhỏ thôi, còn lại thuộc về chăm chỉ. Đúng rồi. Ở trong tiếng Việt cũng còn nói câu là cần cù thì bù thông minh. Thông minh có thể nói như là như năng khiếu vậy đấy. Thì cần cù sẽ bù thông minh các bạn ạ. Các bạn có nhớ không, cái công thức thành công ấy, là thành công 100% thành công nó bằng 98% của sự cần cù cộng với 2%. Vâng, tôi nói chỉ 2% đó là năng khiếu và thông minh thôi. Còn lại 98%, vâng tôi nói với bạn là 98% nó phụ thuộc vào cái sự cần cù chăm chỉ của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần rất là cần cù chăm chỉ. Vì vậy đứa cộng hóa không chấp nhận được, và chẳng có xã hội nào chấp nhận được cái sự lười biếng. Có đúng không các bạn? Bản thân các bạn cũng không chấp nhận lười biếng. Chúng ta có thể lười biếng, nhưng đối với người lười biếng chúng ta không chấp nhận. Điều đó nói rằng là sự lười biếng đó là điều xấu. Đúng không các bạn? Hãy chăm chỉ lên. Và chúng ta chuyển sang đến chân lý văn học thứ 9. Các bạn nhìn thấy ở trên màn hình. Những người giàu sang, những người nổi tiếng, những người vĩ nhân, họ làm việc không phải vì tiền, mà họ làm vì, bạn biết không, vì lòng đam mê các bạn ạ. Họ hiểu rằng cái đời sống của họ đấy được ban cho để phải tạo ra cái giá trị nào đó trong xã hội này, để tạo ra cái giá trị nào đó là một đời đời. Vì thế họ có lòng đam mê để làm việc đó. Và chính thế họ phải rèn giũa cái năng khiếu của họ và họ trở thành giàu và sang. Có người giàu nhưng hèn các bạn ạ. Chúng ta gặp rất nhiều người đấy, họ có thể giàu về tiền nhưng họ lại rất hèn nhát. Họ kể sợ hãi, sợ chết, họ sợ dư luận bạn ạ. Họ chỉ là những người mà đi cướp bóc lừa đảo, họ chỉ là những người đi tham nhũng và ăn cắp ở trong các ngân sách nhà nước mà thôi. Thì đấy là những người giàu hèn các bạn ạ. Những người này khác với người giàu sang, cái người giàu hèn thì họ làm được vì tiền các bạn ạ, mà không phải vì lòng đam mê. Vì thế mà nếu các bạn hãy kiểm tra động cơ của lòng mình, chúng ta kiểm tra chính mình đây. Nếu các bạn đang làm việc vì tiền mà không phải vì lòng đam mê thì thưa bạn, bạn không phải người giàu sang. Bạn cần phải thay đổi cái động cơ tấm lòng của bạn và cái tư duy của bạn ấy để làm việc phải vì lòng đam mê của mình. Còn tiền nó chỉ là cái hệ quả, nó chỉ là một phần cực kỳ nhỏ để trả công cho bạn cái lòng đam mê đó mà thôi. Bạn hiểu ý chứ? Tức là cái tiền đấy nó quá nhỏ bạn ạ. Kể cả họ, bạn làm tiền công ở đâu đó được lương hàng triệu đô la một giờ đồng hồ, với một giờ không một ngày nhá, thì tất cả cái một triệu đô la đấy, hàng triệu đô la cho một giờ làm việc của bạn đấy, các bạn để mà một giờ của bạn quý hơn cả cái hàng triệu đấy các bạn ạ.
Tôi nói chẳng hạn bên trước cái sự chết, bạn có muốn được sống thêm 1 giờ không? Hả bạn? Hay bạn thôi, tôi chỉ cần 1 triệu đô la thôi, xong tôi không muốn sống thêm 1 giờ nữa, không có ai ngủ dậy gì cả. Thậm chí nếu họ có tiền, họ sẵn sàng bỏ hết tất cả tiền đi để họ kéo dài thêm thời gian được 1 tiếng, 2 tiếng để kịp trăn trối, để kịp làm việc gì đó trước khi họ lìa đời. Ở đây có nói rằng là cái sự sống giá trị hơn, hay nói về thời gian đấy các bạn, nó còn giá trị hơn cả tiền bạc. Vì thời gian đấy nó sản sinh được ra tiền bạc và của vật chất khác. Và vì thời gian nó là một trong giá trị tinh thần. Tôi nói các bạn, thời gian nó không phải là tinh thần, nhưng nó một trong chiều kích không gian của tinh thần. Tại vì trong thế giới tâm linh thì có trục thời gian và trục không gian, và trong không gian thì có vũ trụ, và trong vũ trụ thì có hàng tỷ cái dải ngân hà, mà trong cái dải ngân hà đấy hàng tỷ cái hành tinh mà chúng ta đang sống, tương tự chúng ta đang sống ở đây. Để các bạn biết như vậy. Vì vậy mà chúng tôi muốn thúc đẩy các bạn, để các bạn phải thay đổi cái tư duy của mình, để các bạn phải làm việc nhưng không vì tiền, ok, và làm việc vì lòng đam mê. Muốn thế thì các bạn phải đặt được cái mục tiêu, mục đích tại sao bạn làm việc, thì lúc đó bạn có lòng đam mê. Bằng không ấy, các bạn chỉ là cái con rối, chỉ là con tốt ở trong cái bộ máy nào đó thôi. Đến hết thời gian của bạn thì các bạn sẽ bị ném vứt và xả rác, nhét vào miệng một nhóm tiền nhỏ nhỏ gọi là lương hưu và cho về vườn. Các bạn hiểu chứ? Vì vậy hãy làm việc vì gì ạ? Vì lòng đam mê. Ok, cảm ơn các bạn. Nào bây giờ chúng ta đi đến một kết luận để mà chuẩn bị sang đến bài trắc nghiệm và bài tập thực hành. Kết luận thứ nhất của chúng tôi cho các bạn đó là các bạn phải phát hiện ra năng khiếu của mình. Vâng, các bạn phải phát hiện ra năng khiếu của mình. Các bạn phát hiện năng khiếu của mình bằng cách nào? Tự các bạn là một, nhưng các bạn cũng phải cần có thể nghe, xem, theo dõi, quan sát những cái người xung quanh khen bạn, những người xung quanh họ rất là hứng phấn, hứng chí khi bạn làm điều đó hơn họ, giỏi hơn họ. Đấy là năng khiếu của bạn đấy. Bạn có tưởng đấy không phải năng khiếu, nhưng nếu mà bạn làm điều đó được người khác khen vì là hơn người khác, thì bạn đấy là một cái sự gợi ý nhắc nhở bạn rằng đó là năng khiếu của mình. Bạn Lan nói rằng bạn toàn bị chê á. Ai chê bạn? Chê vì cái gì? Các bạn phải viết cho tôi biết được không? Bạn bị chê cái gì? À, các bạn gái chê bạn làm sao? Hậu đậu. Các bạn gái chê hậu đậu à? Chê là đoảng. Bản thân họ cũng đoảng mà các bạn. Nhiều người họ hay xét đoán người khác bởi vì là họ suy bụng ta ra bụng người các bạn ạ. Họ không giỏi nội trợ. Như bạn Lan hay bạn là nữ đúng không? Đời bạn gái nữ đâu có phải là chỉ nội trợ. Bạn ạ, nội trợ không phải chức năng của bạn. Nội trợ chỉ là một trong cái việc rất là phụ của bạn mà thôi. Bạn phải tin bản thân mình, bạn phải phát triển năng khiếu của mình. Tất nhiên cái năng khiếu đó nó có thể được sử dụng ở trong việc nội trợ để bạn trở nên một bà hoàng của nội trợ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bà hoàng nội trợ ở đây nữa. Bà hoàng không phải bà hoàng nội trợ trong gia đình đâu. Bà hoàng nội trợ ở trong TV. Bạn hiểu không? Ở trên những chương trình mà có thể nổi tiếng khắp thế giới. Khi bạn là đầu bếp giỏi nấu cái món ăn mà nổi tiếng khắp thế giới, khiến đến hàng triệu người họ thưởng thức và họ thán phục. Đấy, ý tôi là như vậy. Nếu bạn có tài năng đó ở trong nội trợ, thì cái tài năng nội trợ ấy nó không trói bạn lại ở chỉ trong bốn bức tường của nhà bếp để phục vụ cho chồng, cho con bạn hay bạn bè của bạn đâu, mà nó phải phá tung ra bốn bức tường đó để đi phục vụ cho nhân loại, phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho xã hội đó các bạn ạ. Ok, đúng rồi. Vì thế mà ai đó mà chê bạn là không giỏi nội trợ, ok, thì bạn sẽ giỏi cái khác mà người ta không làm được. Thì thưa bạn, cái người mà họ đang chê bạn không giỏi nội trợ đó, thì họ có giỏi nội trợ không? Họ nội trợ có đến nỗi mà cái tài năng năng khiếu họ trong nội trợ mà ảnh hưởng đến xã hội cộng đồng không? Nếu được họ xứng đáng được chê bạn, nhưng nếu không được thì bạn không cần học ở bạn, xin lỗi họ, bạn không cần học họ vì họ không xứng đáng. Vì những câu nói của họ là câu nói của những hiềm khích, câu nói để chia rẽ, câu nói để dìm hàng. Và các bạn có thể không thèm đếm xỉa đến những câu nói vô vị đó như vậy nữa. Ok.
Và mình có thể nói là bạn có thể giỏi về viết lách hoặc vẽ đẹp, hoặc có tấm lòng thánh khiết, vị tha. Ok, đó, đấy chính là cái điểm mà thế gian nó đang deficit các bạn, nó đang thiếu khủng hoảng trầm trọng. Nếu bạn có cái tấm lòng nhân hậu, thánh khiết đấy, các bạn phát triển nó đi. Các bạn đã nhìn thấy cái nhân vật lịch sử chưa? Là cái bà nữ tu sĩ mẹ Teresa đấy. Đó, bà đâu có tài viết lách, bà đâu có tài hùng biện, nhưng bà có tấm lòng, bà tấm lòng thánh khiết, bà tấm lòng nhân hậu, và bà sử dụng tấm lòng đó để ảnh hưởng đến hàng triệu người. Và bây giờ tên tuổi của bà được ghi danh, là không những là được vào trong nước thiên đàng đời đời, mà ở dưới đất này có hàng triệu đến hàng tỷ người đến thờ vẫn biết bà đấy. Mặc dù chỉ một người phụ nữ rất là bình thường, rất là giản dị, đúng không các bạn? Vậy thôi. Vì thế vào đây tôi muốn nhắc nhở các bạn phải tìm được ra cái năng khiếu của mình, hiếm cỡ hơn của mình và rèn rũa nó. Ok, chúng ta đi đến cái kết luận thứ hai để gợi ý cho các bạn phát hiện ra năng khiếu của mình. Thì các bạn phải đặt câu hỏi, đó là ta thích làm việc gì nhất? Đây câu hỏi phải từ đáy lòng của bạn, và bạn phải trả lời thật là thành thật với câu hỏi này. Thí dụ, bạn có thể bạn làm việc gì đó, và cái việc đó bạn sẵn sàng bỏ tiền của mình ra, bạn sẵn sàng bỏ hết công sức của mình, bỏ thời gian của mình để làm nó. Đấy là công việc bạn thích làm nhất. Nhưng nếu bạn làm việc đó để mà kiếm tiền, ôi thôi, đấy không phải việc bạn thích làm đâu. Đấy là bạn bị làm, bị áp lực mà thôi. Ví dụ bạn đang nói rằng bạn thích trẻ em và có thể chơi với chúng cả ngày. Ok, thì sự kêu gọi của bạn hay là cái năng khiếu của bạn ấy cần phải trau dồi, đó là trong lĩnh vực về nuôi dạy trẻ các bạn ạ. Trong cái lĩnh vực nuôi dạy trẻ này có rất nhiều những cái năng khiếu mà cần phải nổi trội ra bạn ạ. Và cái năng khiếu này nó cần phải được cộng với cả tấm lòng thánh khiết và thương người, tấm lòng nhu mì và nhân hậu các bạn ạ. Bởi vì không thể nào nuôi dạy trẻ mà không có tấm lòng thương người. Vì trẻ nó làm nhiều cái điều mà đổ vỡ hay là không hoàn thiện. Nếu mà không có tấm lòng nhu nhục đấy thì sẽ đánh trẻ cả ngày, đúng không các bạn? Bạn chơi trẻ cả ngày nhưng cũng đánh đập nó cả ngày, thế thì ai cần bạn ở đây? Đúng không các bạn? Ok, bạn đã nói rằng bạn có thể mở những phone bảo vệ trẻ mồ côi, người tàn tật. Ok, cảm ơn các bạn. Chúng nghịch nhưng tôi vẫn hiểu chúng và chúng nghe tôi. Ok, thì bạn phải xem bạn có ơn gì, cái ơn gì trong việc mà bạn khiến cho trẻ con nghe bạn. Bạn đừng bỏ qua cái đấy đi, cái ơn mà khiến cái người khác, cái trẻ con ấy nghe bạn, vâng phục bạn ấy, thì bạn phải viết nó ra giấy và cất đi. Đấy chính là cái tài năng của bạn bạn ạ. Để sau này chính cái tài năng đó bạn chỉ viết sách ra, nó như là cái định luật nào đó đấy. Là trên cơ sở cái định luật đó bạn có thể viết ra những cái bộ luật hay những quy tắc ứng xử để mà dạy dỗ ra để thay đổi cả cái trường học, thay đổi cả cái nền xã hội. Thí dụ ở Việt Nam chúng ta thấy cái nạn bạo hành, đúng không ạ? Các cô giáo gọi là bảo mẫu đấy thì sao ạ? Bạn nhìn thấy không? Thật đau lòng, đánh đập trẻ, đánh như là máy gâu này. Chắc là cô ấy là ngày xưa là cô bị đánh đập nhiều quá rồi, bị sức ép của xã hội, của gia đình nhiều quá, nên bây giờ cô ấy bảo mẫu thay vì bảo vệ trẻ con nó như người mẹ lại bảo vệ trẻ đứa trẻ em thì đánh đập, thay vì bảo vệ đánh đập. Bởi sao? Bởi vì họ là những con người đáng thương, những con bị tổn thương, những con người bị tổn thương trầm trọng các bạn ạ, đầy vết thương ở trong tâm lòng, đầy vết thương trong tâm hồn của bạn, của họ. Nên khi họ phạm đến chạm đứa trẻ là khi họ không kìm được là bắt đầu họ chút tất cả cái vết thương, như tiếng Việt nó nói là giận giận cái chém thớt, và tội nghiệp cho đứa trẻ đó. Ok, bạn Lan nếu có cái ơn đó bạn ạ, thì bạn hãy để ý cái ơn đó và ghi nhận lại cái ơn đó, và hãy trau dồi cái ơn đó bạn ạ, trong tri thức, trong tâm linh và trong thể lực các bạn nhớ nhé. Như vậy chúng ta nói đến câu hỏi thứ hai ở đây, câu hỏi thứ hai ở đây là chúng ta đặt cho mình câu hỏi tôi thích làm việc gì nhất. Đó là công việc mà thậm chí tôi còn bỏ tiền của túi tôi ra để tôi làm, đấy mới là công việc mà tôi thích. Bạn đồng ý với tôi chứ? Cái công việc mà thậm chí là tôi quên ăn quên ngủ với nó, đấy là công việc tôi thích. Ở đây tôi không nói chuyện chơi game, bởi vì game nó là gì ạ, cái vô bổ, rất nhiều cái vô bổ. Tôi không nói là có một số chơi game để phát triển trí tuệ và phát triển kỹ năng thực hành trong thực tế, nhưng có được đại đa số các trò chơi game ở đây đều là bạo lực và tàn dâm, rất là bẩn thỉu các bạn ạ, đều hay vô bổ để khiến người ta là giết thời gian và chẳng làm cái gì cả. Đó là một trò lừa dối và gây nghiện. Ok, cái đoạn thứ ba chúng ta nói ở đây
đó là các bạn phải dũng cảm trung thành năng khiếu của mình. Điều đó có nghĩa là gì? Cái năng khiếu mà bạn phát hiện ra khi các bạn thích làm việc gì đó nhất đó. Nhiều người sẽ mắng bạn, bảo con hậu đậu, thằng lười biếng, thằng ngủ mê, thằng không bình thường. Kệ họ, bạn hãy trung thành phát triển cái năng khiếu đó. Rồi sau này họ cười bạn nhưng không cười lâu được. Và cái người cười cuối cùng chính là bạn. Ok, cái người cười cuối cùng chính là bạn. Bạn sẽ cười họ bởi vì bao nhiêu năm tháng họ cười bạn, nhưng bây giờ thì họ bị rụng rời, và gia tài gia sản họ cũng tan nát, gia đình họ cũng bay hết, nhưng bạn thì còn lại và không thể còn lại đời đời. Bởi vì bạn trung thành với cái năng khiếu đó, bạn dũng cảm, bạn trả giá, bạn đối đầu với nghịch cảnh, đối đầu đương đầu với tất cả những lời thị phi, những dư luận tiêu cực của xã hội chống lại bạn, để ngăn cản bạn, để không cho bạn phát hiện ra và thi triển cái năng khiếu của bạn, để bạn làm chủ bản thân mình. Tại vì sao? Vì người ta hay xã hội đấy, nó muốn chèn ép bạn, nó muốn bóc lột bạn, nó muốn bạn làm nô lệ cho nó. Vì thế nó không có quan tâm đến chuyện là bạn phải trở thành người đâu, mà nó quan tâm đến bạn phải thành con ngợm thì nó mới chèo đầu cái cổ bạn được. Bạn hiểu chứ? Vì thế có bao nhiêu học thuyết dạy rằng con người từ lạc long âu quân là con người con ngợm quái thai, hay là con khỉ vựa, từ thuyết tiến hóa phản khoa học. Tôi nói toàn bộ thuyết tiến hóa phản học, mà cái phần về lịch sử con người đó là phản khoa học, là phản đạo đức bạn ạ. Ok, thì các bạn cần để trả giá để dũng cảm trung thành năng khiếu của mình, và khi đó bạn sẽ biết bạn là ai. Và chân lý bạn học mà chúng ta nói đến rồi, và nó cũng là kết luận thứ tư ở đây, là bạn muốn trở nên điêu luyện, trở nên thượng thừa, trở nổi tiếng, trở có uy tín và ảnh hưởng, thì đơn giản thôi, nó câu trả lời nó nằm ở kết luận thứ tư, đó là bạn phải rèn giũa cái năng khiếu đó 10.000 tiếng đồng hồ. Ok, vì vậy các bạn cần phải phát hiện ra cái năng khiếu đó, sau đó bạn hoạch định thời gian ra, trong cái mục tiêu của bạn cần đến bao nhiêu năm, năm thứ bao nhiêu bạn sẽ phát triển ra được thượng thừa cái năng khiếu đó, thế thôi. Và trong cái thời gian đó bạn phải cần tăng tốc để tăng giờ để rèn tập cái năng khiếu đó trong hàng ngày. Thế còn công việc khác hãy để cho xuống dưới đất. Đúng, nghe có vẻ lâu đó, lâu nhưng hãy làm đi. Và cái người khôn ấy cần phải biết rèn tập cái năng khiếu của mình ở ngay trong cái đời sống hàng ngày thường nhật bạn ạ. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Thế là không phải là bạn chỉ có tập thành cái năng khiếu đó ở trong cái giờ mà bạn đang làm đâu, mà bạn phải luôn đi và nghĩ về phát triển năng khiếu như thế nào. Bạn có thể nấu cơm mà vẫn phát triển năng khiếu đó ở cái phần nào đó, để cho bạn không rời ra khỏi năng khiếu đó, các bạn ạ. Nhưng thà vậy còn hơn là đến cuối đời mới nhớ ra. Ok, bạn đang nói đúng đó. Lâu nhưng còn hơn là muộn. Già rồi nhưng còn hơn là chẳng có cái gì cả. Thà già mà có còn hơn là chẳng được gì. Tiếng Nga có ngạn ngữ là thà muộn còn hơn không. Đúng không các bạn? Muộn nhưng vẫn còn cái gì đó, còn hơn là chẳng có cái gì cả. Số 0 mà nhân với cái gì cũng là vẫn là số 0. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ra cái phần tiếp theo, đó là trắc nghiệm. Các bạn lấy bút của mình ra và các bạn chuẩn bị chấm điểm đây. Ok, câu hỏi trắc nghiệm thứ nhất hiện trên màn hình các bạn. Bạn có biết năng khiếu đặc biệt của mình không? Bạn là 0 điểm nếu bạn trả lời phương án A, tôi không biết là mình có năng khiếu đặc biệt. Bạn là 1 điểm, phương án B, tôi đang trong quá trình tìm kiếm nó. Và bạn là 2 điểm nếu bạn đã biết mình có năng khiếu đặc biệt. Câu hỏi trắc nghiệm thứ hai, bạn có say mê việc ưa thích, không kể chi tiết đâu nhá, đến nỗi quên cả thời gian và ăn uống không? Quên ngủ, quên thời gian, quên ăn uống không? Bạn trả lời rằng tôi không hề quên ăn, ăn tôi nhớ đó. Ok, thì bạn đã không điểm. Còn bạn trả lời là bạn có một đôi lần trong đời tôi cũng say mê công việc đến nỗi mà quên cả thời gian ăn uống, thì đấy bạn là 1 điểm. Và bạn trả lời câu hỏi này với phương án C, rằng chuyện này hay xảy ra khi tôi đang làm công việc mình ưa thích, thì bạn 2 điểm, vì bạn đã tìm được cái năng khiếu của mình, công việc ưa thích của bạn là gì rồi. Chúc mừng bạn. Câu trắc nghiệm thứ 3, bạn có sẵn sàng áp dụng quy luật 10.000 tiếng đồng hồ để trở nên điêu luyện trong năng khiếu của mình không? Ui ui, tôi bận việc quá, việc nhà chưa đủ làm tiêu chuyện đấy. Ok, thì sẽ không điểm thôi. Còn bạn trả lời rằng bạn đang phát triển năng khiếu nhưng hơi ít thời gian,
hơi dành ít thời gian cho chuyện này thì bạn là một điểm. Còn bạn trả lời bạn sẵn sàng dành thời gian cho việc phát triển năng khiếu đấy của mình để bạn có mức thượng thừa thì bạn sẽ nhận được cho câu trả lời là 2 điểm. Câu hỏi trách nhiệm thứ tư, bạn có thể làm được việc đơn độc một mình đấy trong thời gian dài mà không giao tiếp bạn bè hay là phải có nhu cầu giải trí không? Nếu bạn trả lời là ô khó là ở được một mình, ở một mình không chịu được, khó lắm thì bạn không điểm. Nếu bạn trả lời là tôi có thể làm được một mình nếu tôi cực say mê, tức bạn phải đợi lúc nào bạn thật say mê bạn làm được ấy thì bạn một điểm. Còn bạn trả lời rằng bạn thích làm việc một mình, đặc biệt là khi bạn bận công việc ưa thích của mình đấy, thì bạn sẽ được 2 điểm. Câu trả lời thứ 5, bạn có sẵn sàng hy sinh cho việc phát triển năng khiếu đặc biệt của mình đến nỗi trở thành tôi tớ của nó không? Các bạn hiểu ý chứ? Chứ tôi tớ còn như nô lệ đấy, lệ trong ngoặc kép đấy, nô lệ theo nghĩa tích cực đấy. Tức bạn sẵn sàng hy sinh, bạn sẵn sàng dâng mình, dâng hiến cho cái việc bạn phát triển năng khiếu đặc biệt của mình đến nỗi mà các bạn phải làm như là nô lệ cho nó không? Tức là bị ám ảnh cho nó suốt ngày đấy. Nếu bạn trả lời là ô nếu vậy tôi phải bỏ việc à? Thì bạn đã không điểm. Còn bạn nói rằng bạn gắng phát triển năng khiếu của mình nhưng không cuồng tín như vậy đâu thì một điểm. Còn bạn trả lời là bạn hoàn toàn dâng mình cho năng khiếu đó rồi thì bạn sẽ được 2 điểm. Vậy hãy đánh giá đúng bản thân của mình. Và bây giờ tôi đang chờ đợi câu trả lời các bạn. Bạn đã bao nhiêu điểm rồi? Bạn Vinh được 7 điểm à? Chúc mừng bạn. Bạn Lan 6 điểm. Và đây là đây chúng ta là có 5 câu trả lời đúng không? Tương đương với cao tối đa là 10 điểm. Nhưng 6, 7 tương đương với nhau. Từ 5 đến 7 sẽ nhận được câu trả lời là tương tự. Là bạn trung bình khá đấy các bạn ạ. Bạn Lan, bạn Vinh 6 và 7 trung bình khá. Bởi vì bạn đang trong quá trình mà tìm kiếm cái năng khiếu đó của bạn. Bạn đang có lòng hướng tới cái sự hoàn thiện đó, hướng tới cái việc mà phát triển bản thân mình tuyệt vời như vậy. Chúc mừng bạn, hãy cố gắng lên, hãy trung thành với khóa học này và hãy áp dụng công thức 10.000 tiếng đồng hồ đấy để mà chăm trau chuốt cái tài năng của mình. Ok bạn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo, là bài tập thực hành. Bài tập thứ nhất là tôi đề nghị bạn chép ra những ước mơ táo bạo của bạn về những thành tựu cá nhân. Bạn còn nhớ chứ? Ngày xưa, cái hồi mà bạn còn trẻ đó, bạn ngủ ấy, bạn hay mơ ước rất táo bạo đúng không? Tôi mơ ước có cái điều nọ, có điều kia, hãy chép nó ra. Bạn đạt cái nọ, đạt được cái kia, hãy chép nó ra. Không những là bạn mơ ước rồi, bây giờ bạn cũng nhớ lại cả những cái dự đoán táo bạo về bạn của người khác. Ví dụ như là bố mẹ bạn mơ ước rất táo bạo về bạn phải ra người này, ông bà bạn mơ ước bạn phải ra thế này, bạn bè của bạn, đồng nghiệp của bạn, hàng xóm của bạn, thầy cô của bạn cũng mơ ước bạn trở thành những người lãnh đạo kiệt xuất như này chẳng hạn. Ok, hãy chép nó ra. Bạn hiểu ý tôi chưa? Thế là bạn phải chép tất cả ước mơ táo bạo về thành công của bạn, ước mơ đấy của chính bạn, ước mơ đấy của người khác về bạn. Bạn hiểu ý tôi chứ? Hãy chép nó ra. Hãy làm cái bài tập thực hành này quan trọng lắm các bạn ạ, vì nó sẽ bạn sẽ áp dụng vào thực tế cho bạn và bạn sẽ thay đổi rất là triệt để khi mà bạn áp dụng nó. Vì vậy mà chúng tôi gọi đây bài tập thực hành. Bài tập thực hành thứ hai là bạn được kêu gọi giải quyết những vấn đề gì. Bạn nhìn thấy một cái hình người chưa? Bạn ngồi ôm gối chăn trở nhìn trên quả địa cầu để nhìn thấy nan đề để giải quyết nó. Điều gì là bạn chăn trở nhất? Điều gì là bạn không hài lòng? Bạn sẵn sàng bỏ công sức để thay đổi những điều gì? Đó. Nhưng tất cả những điều này nó phải mang tính chất là global, tính chất gọi là không phải cục bộ mà tính chất tổng quan các bạn ạ. Chứ không phải là tôi làm chăn trở nhất làm sao mà tôi có tiền trả tiền nhà. Tôi làm sao có tiền để mua sữa cho con, tôi có tiền để đi du lịch cho tôi và vợ tôi. Đấy thì không phải là cái công việc đấy đâu bạn nhé. Ok, các bạn hiểu ý tôi chưa? Cái việc đấy là không phải cái đấy, không câu trả lời đây. Mà câu trả lời là tôi gợi ý, thí dụ bạn cứ gọi giải quyết vấn đề gì. Thí dụ bạn nhìn thấy những cái nạn bạo hành ở trong trường học, thí dụ đơn cử như vậy. Bạn thấy là các nữ sinh ấy đánh đập nhau, lột quần áo của nhau, rồi quay phim rồi đưa lên Facebook, đưa lên YouTube, đánh hội đồng với nhau,
đấy, và bạn thấy đau lòng chuyện đó, và bạn rất là làm, bạn muốn để mà giải quyết vấn đề đó, giải quyết triệt để nó, bạn trăn trở, bạn ăn, bạn ngủ, mà cái việc đó ám ảnh với bạn thôi, bạn không hài lòng về cái tình trạng đạo đức xuống cấp của thanh thiếu niên, của học sinh, của sinh viên, và bạn sẵn sàng bỏ công sức ra để làm được đấy. Đấy là cái điều bạn đã kêu gọi để giải quyết nó, bạn hiểu ý tôi chưa? Tức nó mang về tính chất là tính chất rộng, một cái phạm trù, một cái phạm vi lớn chứ không phải phạm vi ở trong gia đình, ok bạn? Bạn hiểu chưa? Ok, bạn hãy chép ra đi, hãy thành thật mà hãy chép nó ra, chép ra giấy và hãy làm việc với bản thân của mình. Và tôi nhấn mạnh lại các bạn, đặc biệt là các bạn phải tìm được cái công thức về 10.000 tiếng đồng hồ đấy, sau đó 98% là chỉ có cần cù thôi, còn 2% là các bạn sẽ tìm cái năng khiếu đó ở đâu, cái sự thông minh của bạn, nhưng 98% là bạn phải xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc. Ok, chúng ta đi đến cuối bài rồi, và tôi cũng mượn câu nói nổi tiếng của cố chủ tịch Apple là Steve Jobs. Mặc dù cuối đời của ông đấy thì ông ấy rơi xuống địa ngục, thế nhưng một con người như vậy, mặc dù cái kết cục của ông ấy là đau khổ như thế, thế nhưng mà khi ông ấy làm một số những công việc mà đúng với định luật của thiên nhiên, của vũ trụ, của tạo hóa, thì ông vẫn nổi tiếng. Mặc dù cái định luật đời đời ông không vâng phục, đó là phải tin vào ai và phát triển tâm linh, nhưng ông ấy phát triển tri thức, bạn ạ, ông phát triển tri thức. Chứ chúng ta còn nhớ chứ, bạn cần năng khiếu về gì ạ? Về tri thức, về tâm linh và thể lực, hay vật 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 chất đấy, vật lý đó. Thì ông chỉ phát triển về gì ạ? Tri thức và gì bạn? Và chút vật chất và thể lực mà thôi. Chính thế mà tâm linh không phát triển, ông đi lầm, và những cái thành tựu của ông đó rất uổng phí, bởi vì ông không mang theo nữa, ông ta chỉ để lại cho đời thôi. Nhưng cái điều đó không mang lại cho ông ấy ở cái cõi đời đời, bởi vì ở đời đời ông thử bị đốt, bị đau đớn, thì ông từ chối tạo hóa của mình, vì ông đã từ chối việc phát triển năng khiếu của mình trong lĩnh vực tâm linh. Tại sao tôi vẫn sử dụng ông ở đây? Thì tôi muốn nói rằng một con người bị sai lầm như vậy, nhưng khi họ phát triển bản thân mình trong lĩnh vực về trí thức của bạn ạ, thì họ vẫn để lại dấu ấn trong lịch sử loài người. Và câu nói của ông ta ở đây là nếu hôm nay là ngày cuối cùng của bạn thì bạn sẽ làm gì? Câu nói này không phải là mới của bạn ạ, vì câu nói này ở trong sách gọi là Kinh Thánh cũng đã được nhắc đến. Hỡi kẻ giàu, đừng kiêu ngạo, hãy cẩn thận đấy. Đêm nay nếu ngươi bị cất linh hồn ngươi thì ngươi sẽ làm gì? Các bạn còn nhớ chứ? Thì cái câu nói này nó dựa trên câu nói nổi tiếng của ông Tạo Hóa. Nếu ngày cuối cùng của ngươi thì ngươi sẽ làm gì? Nếu đêm nay linh hồn ngươi bị cắt đi thì ngươi sẽ làm gì? Ngươi đã tìm thấy mình chưa? Ngươi đã phát triển năng khiếu của mình chưa? Ngươi đã trả giá cho năng khiếu đó chưa? Ngươi đã sống để mà dùng cái năng khiếu đó để phục vụ nhân loại chưa? Phục vụ nhân loại về tâm linh, về trí thức và thể lực chưa? Hãy tĩnh lặng 50 giây để suy ngẫm điều đó. Và đối với bạn đã đăng ký rồi theo khóa học đấy, thì xin mời các bạn hãy nhớ gửi bài tập trước ngày thứ năm để chúng tôi chấm, và chúng tôi có một số chính sách đặc ân dành cho các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm mấy phút ở đây, và mọi thông tin liên hệ đối với chúng tôi, đối với tôi là mục sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, đại diện và giảng viên và cũng là học viên của trường đại học tổng hợp sự sống Union Life ở trên màn hình các bạn, số phone Viber, Skype, hòm thư điện tử và email tôi và trang web ở trên mình các bạn. Vậy chờ đón các bạn đến thứ năm tuần sau vào bao nhiêu ạ? 20 giờ giờ Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, cảm ơn các bạn đã tích cực tham gia.
Và tôi chúc phước các bạn nhân danh Chúa các thần. Các bạn hãy được vui mừng, các bạn hãy được khỏe khoắn, các bạn hãy được hưng phấn và các bạn hãy làm được cái việc gì các bạn ưa thích đi. Chúc phước các bạn để các bạn tìm năng khiếu của mình và xem tập năng khiếu đó để các bạn trở thành người nổi tiếng và vĩ đại. Ok, hẹn gặp các bạn. Bye bye.